chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình nhận biết thương hiệu của khách hàng đó là từ khi họ biết đến thương hiệu đến khi hiểu trở nên yêu mến và cuối cùng là trở thành những khách hàng trung thành thì các loại bài viết này những loại bài viết pr này có thể tác động và được ứng dụng như thế nào đối với loại bài đầu tiên đó là loại bài giới thiệu về doanh nghiệp hay cá nhân thì loại bài này sẽ thường được sử dụng trong chiến dịch marketing và tập trung phần lớn vào làm thương hiệu Bài viết sẽ giúp lan tỏa thương hiệu đến công chúng qua những câu chuyện chia sẻ về tầm nhìn hay sứ mệnh của doanh nghiệp, tạo thiện cảm đối với công chúng, khách hàng, báo chí, đối tượng mục tiêu. Đối với những khách hàng cũ thì sẽ làm tăng thêm sự yêu mến, tăng thêm chỉ số yêu thích thương hiệu và tăng lượng khách hàng trung thành. Đối với khách hàng tiềm năng thì họ sẽ biết đến thương hiệu, họ sẽ tò mò về những câu chuyện của thương hiệu, từ đó có thể lan tỏa đến nhiều đối tượng khác và khách hàng khác. Đối với loại bài advertorial thì sẽ tập trung để vào quá trình khiến cho khách hàng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp và khơi gợi sự yêu thích sản phẩm. Loại bài này sẽ thường được sử dụng khi doanh nghiệp chạy một chiến dịch marketing tập trung mạnh vào bán hàng sẽ giúp thu hút một lượng khách hàng tiềm năng qua sự lan truyền của công chúng hoặc qua khách hàng, qua kênh của khách hàng hay qua kênh của những người nổi tiếng khác tăng độ phủ thương hiệu và tăng doanh số bán hàng là một bước đệm vững chắc để doanh nghiệp tăng thị phần và tăng chỉ số yêu thích thương hiệu trong tương lai. Đối với loại bài testimonial thì sẽ tập trung vào quá trình làm cho khách hàng trở nên yêu mến thương hiệu và từ đó trở thành những khách hàng trung thành. Doanh nghiệp sẽ thường sử dụng khi muốn chạy một chiến dịch marketing mà tập trung vào chăm sóc khách hàng, giữ thị phần. Loại bài viết này sẽ giúp giữ chân khách hàng tăng độ tin tưởng và khơi gợi nhu cầu cho khách hàng tiềm năng từ đó sẽ giúp doanh nghiệp ổn định doanh thu trong giai đoạn cạnh tranh và tăng chỉ số yêu thích thương hiệu